những câu thần chú sẽ vực bạn dậy nếu như bạn đang muốn bỏ cuộc. Phần 2, các bạn cùng nghe và cảm nhận nhé. Phía sau tôi không có lấy một người, sao tôi dám ngã xuống, bởi vậy nên phải cố gắng mà tiến lên. Hôm nay, bạn đọc sách, ngày sau sẽ đến tiền, tiền bạc từ tri thức đi ra. Có lẽ bạn cho rằng một buổi tối bạn học được 50 từ mới đã là giỏi, mà không biết người ta đã qua hết cấp này tới cấp khác. Có lẽ bạn cho rằng mỗi ngày bạn phải đi làm 8 tiếng đã là mệt mỏi muốn chết, mà không biết rằng có những người phải làm 2 công việc từ sáng sớm tới đêm khuya. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng. Nếu bạn thành công, ngay cả bạn nói dóc cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng chỉ như nói dóc. Người thành công đạt được tất cả, kẻ thất bại sẽ chẳng có gì. Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì giữa xã hội này, bạn chẳng thể phân biệt rõ ai là người sẽ bôi thuốc cho bạn, ai là người sẽ sát muối vào nó. Lúc bạn ngồi nghịch điện thoại, ngồi chơi máy tính, địch thủ của bạn đang học bài chăm chỉ. Em gái, nếu em không chịu cố gắng, một năm sau em vẫn sẽ là em như lúc này, chỉ là già thêm một tuổi. Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy để học bớt lo lắng đi cũng được, ít nhất hãy cố gắng trở thành đứa con ngoan. Khi bạn đã cố gắng hết sức, vô cùng mệt mỏi, muốn từ bỏ hãy nghĩ rằng biết đâu sự thành công đang ở trước mắt. Đừng từ bỏ mà hãy bước thêm một bước nữa, thành công đang ở rất gần. Muốn mua đồ mà không nhìn giá, hãy lao động mà không nhìn đồng hồ. Cố gắng có thể thành công, nhưng bỏ cuộc chán chán thất bại. Tất cả những áp lực đã, đang và sẽ xuất hiện trong đời đều chỉ có một mục đích duy nhất là giúp bạn mạnh mẽ, kiên cường và giỏi hơn mà thôi. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, hãy nhớ đến những câu thần chú này để vực dậy bản thân và không ngừng cố gắng nhé.